Khung inox hàm trên. Trường hợp này là làm 4 đơn vị lên 4. Nếu mà làm hàm thô lắp á, thì nếu chúng ta làm được hàm khung thì sẽ chắc và bền hơn, giống như một cái nhà mà có cái bê tông cốt thép gì đó. Còn nếu mà chỉ làm một cái hàm nhựa á, thì độ bền sẽ không cao bằng. Nhưng mà nói chung chúng ta phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Sâu răng, hư răng, mất răng cũng là bệnh. Nên tốt nhất là chúng ta hãy giữ gìn sức khỏe bằng cách sống một lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi điều độ, đúng giờ đúng giấc là cách giữ gìn sức khỏe tốt nhất. Thuận mình ăn uống ngủ nghỉ thuận theo tự nhiên. Rồi chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chào mọi người.